khoảnh khắc đặc biệt, trăng khổng lồ hóa thành mống mắt. Một nhiếp ảnh gia đã chớp được khoảnh khắc trăng tròn trông giống như mống mắt khổng lồ khi nó đi qua vòm đá ở Utah, Mỹ. Nhiếp ảnh gia Jack Co đã chụp được hình ảnh tuyệt đẹp tại vườn quốc gia Archer, Utah, Mỹ. Thời điểm đó, trăng tròn trông giống như một mống mắt khổng lồ khi nó đi qua vòm đá ở Utah. Jack Co cho biết, anh dành hàng tháng trời lên kế hoạch để có được bức ảnh độc nhất vô nhị, nhưng điều đó vẫn không đảm bảo cho anh thành công, Jack nói. Tôi lên kế hoạch chụp bức ảnh này trước vài tháng, mặc dù tham chiếu vị trí mặt trăng trong nhiều ứng dụng nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ ở đúng nơi. Chỉ cần lệch vài bước chân theo bất kỳ hướng nào, bạn sẽ không có bức ảnh này. Tôi chưa bao giờ lo lắng cho một bức ảnh khi khoảnh khắc đến gần và chưa bao giờ hạnh phúc hơn với kết quả của việc lập kế hoạch. Mặt trăng xuất hiện đúng nơi tôi mong muốn và đi qua vòm một cách hoàn hảo, Jack Co nói. Vườn quốc gia Archer nằm ở phía đông Utah và tiếp giáp với sông Colorado. Đúng như tên gọi, công viên nổi tiếng với những mái vòm bằng đá sa thạch tự nhiên, tổng cộng có hơn 2.000 vòm đá sa thạch đã được tìm thấy. Vòm đá sa thạch nổi tiếng nhất mang tên cổng vòm tinh tế là cổng vòm cao 16 mét và là một trong những địa danh nổi tiếng nhất trong tiểu bang Utah. Vòm đá này xuất hiện trên biển số xe Utah và tem kỷ niệm, công viên quốc gia đã cấm tất cả các hoạt động leo trèo trên bất kỳ vòm đá nào trong công viên. Công viên Archer không chỉ có các vòm đá rất đẹp mà còn sở hữu hệ động thực vật phong phú, độc đáo với cóc chân dài. Sóc linh dương, chim rẻ cùi, chim ưng, cáo đỏ, cừu, hươu la, báo sư tử, rắn đuôi chuông lùn và xương rồng lê gai, cỏ gạo Ấn Độ. Cây bách su Utah, trà mo môn, cây cỏ đen, cỏ muối bốn cánh, thông pinion, hoa anh thảo, cỏ roi ngựa cát, vĩnh ngọc theo đêm mờ.